Xuyên qua đến hỏa ảnh thế giới, trở thành thiên thủ nhất tộc cuối cùng Nam Đinh, hai mắt mù, vốn tưởng rằng cuộc đời này như vậy kết thúc, nhưng thiên thủ đêm mai thức tỉnh đằng hổ nhất tiếu khuôn mẫu. Ký hợp đồng giải cứu giả nguyên lâm tại thần vô bị kiều, khen thưởng tiến độ thể nhân vật, đằng hổ nhất tiếu, mở khóa trái cây trọng lực. Ở cửu vĩ tập kích thôn đêm tại cửu vĩ đỉnh đầu ký đến, khen thưởng tiên nhân thể. Ký vào đêm diệt tộc vũ trí ba, thưởng cho thể nhân vật, lâm nhiễm hữu giới khi có một ngày quế thổ chuyển sinh đại quân đột kích thiên thủ trụ giang cùng vũ trí ba bang liên thủ tu tá bộ đại phật hai người diệt tứ quốc quét ngang toàn bộ nhẫn giới thiên thủ minh dạ biết mình phải ra tay mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một thiên thủ minh dạ fuji to nở nụ cười bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một dịp, văn phòng hỏa ảnh. Thiên thủ minh dạ, ngươi thật sự phế đi sao? Tam đại hỏa ảnh viên phi nhật cảm sắc mặt tối tâm, trong tay hắn cầm một quyển sổ nhỏ, mặt trên có rất nhiều tên, những cái tên này có một điểm giống nhau, đều là dòng họ thiên thủ. Chỉ bất quá, đa số tên trên đều bị vẽ lên một cái huyết hồng. Chỉ có hai cái tên cương thủ và thiên thủ minh dạ, vẫn bảo trì nguyên dạng. Cương thủ tự nhiên không cần nhiều lời, từ nhẫn giới trong thế chiến thứ hai thanh danh lên cao, dần dần trở thành cường giả một phương. Đồng thời nàng cũng là một trong ba đời đệ tử của mình, đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Thế nhưng thiên thủ minh dạ này cũng rất cổ quái, viên phi nhật trạm chính mình cũng có chút nhìn không thấu người này. Trong những năm đầu, thiên thủ minh dạ là thành viên trung tâm tuyệt đối của thiên thủ gia, không chỉ có thiên phú vô cùng cường đại, danh vọng của một dịp cũng cực cao. Nhưng là một hồi chiến đấu bên trong, hắn mất đi hai mắt, từ nay về sau trở thành một cái phế nhân. Mỗi ngày điên điên khùng khùng, thường xuyên nói những lời kỳ quái, rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn đã từng là một thiếu niên thiên tài. Người rốt cuộc là đang giả điên hay là thật sự điên rồi? Tam Đại có chút không quyết định được chủ ý, dựa theo suy nghĩ bình thường mà xem, mặc dù người này là đang giả điên, dưới tình huống hai mắt mù, thiên thủ minh dạ cũng không còn có tính uy hiếp nhưng chẳng biết vì sao tam đại luôn cảm thấy người này có chút cổ quái có muốn gì cỏ tận gốc không ba đời do dự chỉ cần nam đinh duy nhất của thiên thủ gia chết đi như vậy thiên thủ nhất tộc coi như chính thức biến mất trong dòng sông lịch sử trong ngắn hạn không ai có thể đe dọa sự thống trị của kiba nhưng bởi vì ở những giới trong thế chiến thứ hai người của thiên thủ nhất tộc thương vong quá mức thảm trọng đã có người bắt đầu đem ánh mắt hoài nghi đặt ở trên người hắn Thậm chí phố phường có tin đồn điên cuồng truyền đi, nói hắn cái này ba đời họa ảnh vì đoạt lấy quyền lợi, âm thầm đem thiên thủ nhất tộc người toàn bộ hại chết. Đối với lời nhắn như vậy, ba đời tự nhiên là đứng ra chính nghĩa bác bỏ một phen. Nhưng chân tướng sự thật rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ chỉ có ba đời tự mình biết. Chỉ thủy, ngươi đi thay ta dám. Tam đại ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa lỡ miệng, tiếp tục bổ sung. Giúp ta bảo vệ thiên thủ minh dạ một chút nhất cử nhất động của hắn đều phải ghi lại tỉ mỉ. Vũ trí ba chỉ thủy ở một bên vẻ mặt tôn kính gật gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía tam đại ẩn chứa một tia cuồng nhiệt. Đối với hỏa ảnh có thể dẫn dắt thôn từ những giới đại chiến thắng lợi này, chỉ thủy là bội phục trong lòng. Thậm chí, hắn đối với thôn nhiệt tình yêu thương, đối với ba đời hỏa ảnh tôn sùng đã vượt qua hết thảy. Chỉ cần là vì tốt cho thôn, hắn có thể trả giá tất cả. Tuân lệnh, hỏa ảnh đại nhân cung kính thi lễ xong, vũ trí ba chỉ thủy lập tức biến mất trong phòng làm việc hỏa ảnh. Sau khi xác nhận chỉ thủy biến mất, khóe miệng tam đại lộ ra một nụ cười hài lòng. Nếu như người của gia tộc vũ trí ba đều có chỉ số thông minh như vậy thì tốt rồi, như vậy hắn có thể dễ dàng thu nhập toàn bộ gia tộc vũ trí ba vào trong túi. Chỉ tiết, vũ trí ba gia tộc ra một cái vũ trí ba phú nhạc. Tuy rằng song phương đều không có biểu lộ địch ý, thế nhưng tam đại có thể rõ ràng cảm giác được, vũ trí ba phú nhạc người này đối với một dịp ông ý kiến rất lớn. Thậm chí, thường xuyên làm trái với hỏa ảnh đời thứ ba của hắn. Thế nhưng, trước mắt vũ trí ba gia tộc chính là toàn bộ một dịp cường đại nhất gia tộc một trong. Không chỉ có phú nhạc là tộc trưởng trẻ trung khỏe mạnh, còn có thiếu niên thiên tài như vũ trí ba chỉ thủy, vũ trí ba trồn, thật sự là không dễ xuống tay. Phiền toái của thiên thủ nhất tộc đã được giải quyết, nhưng vũ trí ba nhất tộc, hướng nhật nhất tộc, còn có đoàn tàn này, thật sự là làm cho người ta không bớt lo a. À. Hỏa ảnh đời thứ ba xoa xoa mi tâm, cảm giác có chút phiền lòng nóng nảy. Tuy rằng hắn là một dịp đệ nhất nhân bên ngoài, nhưng là hắn cũng không cách nào tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì. Không chỉ là đại gia tộc trong thôn, còn có rất nhiều cường giả như Độc Lan đều sẽ cản trở hắn. Liên tỷ như hắn ba cái đệ tử, không một cái là cạn dầu đèn cương thủ và tự lai cũng cho rằng hắn mở rộng chiến tranh mang đến thương vong không cần thiết đang xa lánh hắn cương thủ một truyền kỳ tam nhẫn lại còn nói mình say máu dùng cớ sức sẹo như thế trốn ra ngoài còn có cái kia tự lai giả cư nhiên tin tưởng một cái gì tiên đoán nói mình muốn đi ra ngoài tìm cứu thế chủ trực tiếp rời khỏi thôn ở đời thứ ba xem ra đây rõ ràng chính là mượn cớ vụng về về phần cái này đại xà hoàng nguyên bản là hắn thích nhất đệ tử một trong, kết quả người này cũng không phải cái cạn dầu đèn. Luôn luôn ngoài sáng trong tối cùng hắn đối nghịch, còn đang vụng trộm làm một ít cấm thuật thí nghiệm, để cho hắn đau đầu không chịu được. Bên kia, bên trong Kimura. Một thiếu niên mặc áo choàng màu xám chống quải trượng đi lại, hắn tóc bạc, khuôn mặt đẹp trai vô cùng, mặc dù ăn mặc có chút mộc mạc, nhưng vẫn có một cổ quý khí khó có thể nói rõ. Nhưng kỳ quái chính là, thiếu niên này hai mắt nhắm chặt giống như là một người mù giống như dựa vào chính mình côn đang đi đường ông chủ cho một chén mì sợi thiếu niên tự nhiên là thiên thủ minh dạ hắn thuần thục đi vào nhất lạc mì sợi trong tiệm đem côn đặt ở một bên tự mình ngồi xuống quán mì sợi nhất lạc ông chủ đánh tay còn rất trẻ hắn đem một chén mì sợi thơm ngào ngạt đặt ở trước mặt đêm mai tiểu ca vì cảm tạ cách điều chế mì sợi của ngươi bữa này ta mời khách Minh dạ cười cười không có trả lời, làm một cái xuyên việt giả, trải qua năm ngàn năm Mỹ thực văn hóa tẩm bổ, hắn tự nhiên tại ăn phương diện có không ít kinh nghiệm. Lần trước tùy ý cho nhất nhạc mì sợi đưa ra chút ý kiến, không nghĩ tới ông chủ thật đúng là nghe lọt. Đêm mai bưng bát mì lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, trên mặt lộ ra thích ý. Đinh, ký đến nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng. Đằng hổ nhất tiếu độ thuần thục ba kiến thức sắc khí phách độ thuần thục 3, vũ trang sắc khí phách độ thuần thục 4. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể mạnh hơn một chút, nụ cười trên mặt minh dạ càng thêm nồng đầm. Con đường biến cường của hắn chính là đơn giản như vậy, không cần khắc khổ tu luyện, không cần các loại chiến đấu, không cần kỳ ngộ, chỉ cần chậm rãi ký tên là được. Mở panel ra. Ký chủ. Thiên thủ minh dạ thể nhân vật. Đặng hổ nhất tiếu, trung cấp, kỹ năng kiến văn sắc khí phách, vũ trang sắc khí phách, bá vương sắc khí phách. Dựa theo tính toán đêm mai, đằng hổ nhất tiếu làm đại tướng hải quân, có thể dễ dàng thay đổi địa hình một khu vực, có thể triệu hồi thiên ngoại vẫn thạch trấn áp đối thủ. Mà đỉnh phong vũ trí ba bang, đồng dạng có thể triệu hoán thiên thạch, tù tá có thể hồ khủng bố sức bậc đồng dạng có thể thay đổi địa hình. Thực lực đỉnh cao của hai người hẳn là cùng một cấp bậc. Tuy rằng độ thuần thuộc thể nhân vật của mình chỉ có trung cấp, nhưng cũng đủ để so sánh cao thấp với nhẫn bình thường. Đang lúc đêm mai tự hỏi, một ninja tóc bạc đeo mặt nạ bảo hộ đi vào. Chương 2 Trầm Luân Ha Tết Kakashi, Minh Dạ Chỉ Điểm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tạp tạp tay hai tay đút túi, biểu tình trên mặt rất là chết lặng, hắn giống như cái xác không hồn, trực tiếp ngồi ở vị trí đối diện đêm mai, giống như căn bản không chú ý tới đối diện có người. Hắn hai mắt vô thần, tùy ý gọi chút đồ ăn về sau hai mắt nhìn về phía ngoài tiệm đường phố cả người giống như mất đi linh hồn xem ra một dịp bạch nha tự sát đối với ngươi đã kích rất lớn a à. thiên thủ minh dạ vẫn nhắm mắt như cũ nhưng lời nói ra lại làm cho tạp tạp tay vốn thất thần trong nháy mắt tỉnh táo hai mắt hắn sắc bén nhìn chầm chầm thiên thủ minh dạ ánh mắt lộ ra một tia sát khí thiếu niên mù nhà thiên thủ ngươi cũng muốn cười nhạo phụ thân ta sao Kỳ Mộc Tá Vân, người ta gọi là Mộc Diệp Bạch Nha, ở thời đại này danh tiếng của hắn cũng chỉ đứng sau Mộc Diệp màu vàng lấp lánh. Cái gọi là Tam Nhẫn, ở trước mặt Mộc Diệp Bạch Nha cũng phải cam bái hạ phong. Đồng thời, hắn còn tự tay chém giết cha mẹ hạt, làm cho nội tâm hạt còn nhỏ phát sinh vặn vẹo, vì ngày sau gia nhập hiểu chôn xuống phục bút. Nhưng ninh gia truyền kỳ như vậy, cư nhiên ly kỳ tự sát mà chết, đây là một câu đố lớn chưa giải của Mộc Diệp bạch nha thực lực không tệ nhưng ánh mắt vẫn thiển cận một chút minh dạ lắc đầu tiếp tục hưởng thụ mỹ thực trước mắt ngữ khí tán gẫu khiến tạp tạp tay sửng sốt tầm nhìn thiển cận đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người đánh giá phụ thân hắn như vậy tuy rằng đánh giá này cũng thiên về hạ thấp nhưng cùng đánh giá của tất cả mọi người trong thôn đều bất đồng điều này làm cho nội tâm tạp tạp tay có một chút hứng thú lúc này hắn mới bắt đầu lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá thiên thủ minh dạ trước mắt bề ngoài đẹp trai quý khí khó có thể che giấu nếu như không phải mắt bị mù có lẽ sẽ chói mắt giống như họa ảnh đời thứ nhất đời thứ hai nói ra lý do của ngươi bằng không ta không ngại cho ngươi một ít giáo huấn ánh mắt kakashi vẫn lạnh lùng như trước hắn không thích có người hạ thấp phụ thân hắn như vậy nhưng hắn cũng không phải là một người không nói đạo lý nếu thiên thủ minh dạ này có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, vậy còn chưa tính. Nếu là cho không ra một cái làm cho hắn hài lòng thuyết pháp, vậy hắn cũng không ngại để cho thiên thủ gia tiểu quỷ chịu một chút đau khổ. Thân là một dịp thiên tài thiếu niên Kakashi, có cái này tự tin. Cậu biết ninja là gì không? Đêm mai ăn mì sợi xong, thoải mái thích ý lau khóe miệng, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Tại tâm tình của mình không tệ rất nhiều, cho một dịp lạc đường các thiếu niên chỉ điểm con đường tu hành chuyện như vậy hắn cũng vui vẻ đi làm tạp tạp tay nhướng mày ninja là cái gì loại lời này còn cần hỏi sao mỗi một ninja của một dịp đối với vấn đề này đã sớm có nhận thức rõ ràng hơn nữa còn đem đáp án khắc ở đáy lòng bởi vì tại một dịp ninja trường học giáo trình ở giữa trang thứ nhất bên trong liền đối với ninja khái niệm nói rõ ràng tam đại Hỏa ảnh đại nhân nói qua ninja chính là có thể vì thôn trả giá hết thảy, yên lặng chịu đựng hết thảy thống khổ người, là có thể đem hỏa chi ý chí quán triệt người. Tuy rằng ngươi nghỉ học, nhưng ngươi cũng là ninja trường học học sinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này đi. Tạp tạp tay lạnh lùng học thuộc đáp án, trong lòng đánh giá đối với thiếu niên mù này lại lần nữa hạ thấp. Hắn thậm chí cho rằng thiếu niên thiên thủ gia này đang cố ý bới móc. Ninja là gì? loại vấn đề này đã sớm có đáp án công nhận. Tại Kiba, ngay cả khi là một thiếu niên mới học nói, cậu cũng biết rõ ninja là gì. Câu trả lời nực cười. Minh dạ cười lắc đầu, đối diện Kakashi, nếu như hai mắt của hắn có thể mở ra, nhất định có thể đọc được một tia thương hại. Nhưng bất cứ ai đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc đều không thể nói ra những lời buồn cười như vậy. Kakashi sắc mặt càng thêm băng hàng, hắn hiện tại đã xác định chính mình phỏng đoán, cái này thiên thủ gia thiếu niên, quả nhiên là điên điên khùng. Xem ra gia tộc hủy diệt, mắt mù, cho thiếu niên này mang đến đã kích quá lớn. Đột nhiên, tạp tạp tay có chút đồng tình với người này. Lửa giận trong lòng đối với đêm mai nói xấu phụ thân mình, cũng đột nhiên tiêu tán không ít. Ninja, bản chất chính là một thanh binh khí, một thanh không cần tư tưởng binh khí, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ là được, nhưng là một dịp bạch nha trái với mệnh lệnh từ góc độ này mà nói một dịp bạch nha là một ninja không đủ tư cách có lẽ phụ thân ngươi là một chiến hữu đủ tư cách nhưng tuyệt đối không phải một ninja đủ tư cách ngay sau đó minh dạ lại nói ra một phen hắn đầu tiên khẳng định một dịp bạch nha thiện tâm nhưng phủ định một dịp bạch nha nhẫn nói vì chấp hành nhiệm vụ trên đường buông tha đồng bạn của mình loại hành vi này không có bất cứ vấn đề gì bình thường cấp thấp ninja cũng thì thôi, làm đều là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng là đối với một dịp bạch nha cấp bậc này ninja mà nói, bất kỳ một cái nhiệm vụ đều là sự tình trọng đại, dễ dàng có thể thay đổi một cái quốc gia hướng đi. Thành bại của một nhiệm vụ rất có thể sẽ quyết định vận mệnh tương lai của mấy trăm ngàn người. Nếu là ở trong nhiệm vụ như vậy trộn lẫn tình cảm cá nhân của mình, vì cứu đồng đội cá biệt mà buông tha nhiệm vụ đó chính là một dịp tất cả mọi người không chịu trách nhiệm hơn nữa có thể đi đến một bước này ninja sớm hẳn là rõ ràng vận mệnh của mình đối với cái chết cũng nên có chuẩn bị tâm lý những lời này vừa nói ra tạp tạp tay trực tiếp ngay ngẩn cả người lý luận thật quỷ dị người tạp tạp tay trực tiếp tắt máy hắn muốn phản bác tư tưởng cương ấn trong đầu làm cho hắn bản năng không ủng hộ loại tư duy này nhưng hắn lại không tìm được bất kỳ căn cứ phản đối nào những lời này đêm mai hình như thật sự có chút đạo lý tuy rằng tất cả mọi người nói ninja là bảo vệ thôn người nhưng chỉ có chính bọn họ mới biết được không phải ninja ở bảo vệ thôn mà là nhiệm vụ yêu cầu bọn họ bảo vệ thôn nếu nhiệm vụ yêu cầu họ cứu chó mèo họ cũng sẽ cứu chó mèo chẳng lẽ ninja là bảo mẫu của chó mèo sao rõ ràng là không vậy cha của mình hình như thật sự làm sai rồi. Chẳng lẽ phụ thân chết không oan uổng? Kakashi nội tâm hiện ra một cái quỷ dị ý niệm, nhưng ý niệm này quá mức vặn vẹo, khó có thể để cho hắn tiếp nhận. Kakashi, cậu có muốn biết tại sao cha cậu lại tự sát và tại sao mọi người trong làng lại nói xấu ông ấy không? Minh dạ lau khóe miệng, tuy rằng ánh mắt của hắn vẫn nhắm chặt, nhưng tạp tạp tay có một loại cảm giác kỳ quái đối phương giống như đang dùng một loại ánh mắt nghiền ngẫm nhìn, nhìn chằm chằm mình giống như lão sư đang dạy học sinh loại thái độ từ trên cao nhìn xuống này làm cho hắn có một chút khó chịu làm một dịp thiên tài thiếu niên lúc trước đi tới chỗ nào đều là sùng bái ánh mắt mặc dù là một dịp cao tầng nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt cũng là tràn ngập tán thưởng nhưng sự tò mò mãnh liệt trong lòng thúc đẩy hắn gật đầu nói đúng vậy ta rất muốn biết vậy cậu đi tính tiền đi chờ cậu trở về chúng ta sẽ nói chuyện kakashi không có hoài nghi tự giác đi tới trước quầy đem chính mình cùng đêm mai tất cả hóa đơn toàn bộ thanh toán thân là thiên tài ninja hắn tiếp nhận không ít nhiệm vụ trên chiến trường cũng thu được qua rất nhiều vật tư cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền hơn nữa đêm mai nói cái gì quả thật cho hắn không ít gợi ý mời đối phương ăn một bữa cũng rất hợp lý mấu chốt nhất chính là lời nói của thiên thủ minh dạ làm cho nội tâm hắn giống như móng vuốt mèo cao trong khoảng thời gian sau khi phụ thân chết hắn vẫn bị chuyện này tra tấn nếu như đêm mai thiên thủ có thể giải đáp cho hắn nghi hoặc này đừng nói là một bữa mì sợi một trăm bữa một ngàn bữa đều được minh dạ quân kính xin lần này kakashi thậm chí còn sử dụng kính ngữ nhưng là khi hắn quay đầu nhìn về phía trước chỗ ngồi lúc hắn cả người trực tiếp ngay dại thiên thủ đêm mai biến mất không thấy. Kakashi xuất hiện trước bàn và nhìn thấy một tờ giấy trên đó. Ta ngu xuẩn Kakashi U, lần sau gặp mặt lúc ta sẽ cho ngươi biết đáp án. Kakashi sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại, chính mình bị đùa giỡn. Chương 3 Uchiha Itachi lại là một cái lạc đường thiếu niên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong thôn một dịp, đêm mai hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời lại chơi không một bữa mì sợi tâm tình rất tốt hắn không thiếu tiền dù sao thiên thủ nhất tộc tổ sản quá nhiều hắn mười đời cũng tiêu không hết thế nhưng thứ có thể chơi gái vô ích hắn tuyệt đối không thể bỏ qua về phần vấn đề của tạp tạp tây lần sau gặp mặt rồi nói sau minh dạ bước chân nhẹ nhàng tuy rằng hai mắt mù nhưng dưới tác dụng của kiến thức sắc khí phách hắn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết đột nhiên hai cổ chakra dao động từ bờ sông nhỏ truyền đến. Đêm mai cẩn thận cảm giác về sau, trên mặt lập tức lộ ra một chút tươi cười, một đôi đến từ vũ trí ba gia tộc phụ tử. Thiên phú nhẫn thuật của ngươi rất tốt, nhưng tín niệm của ngươi lại rất yếu ớt. Vũ trí ba phú nhạc đầu tiên là hài lòng lắc đầu, sau đó lại vẽ mặt thất vọng lắc đầu, đối với đứa con trai này của mình, hắn là hài lòng trong lòng. Nhưng mà, chồng cái tên này, luôn tràn ngập các loại vấn đề, các loại nghi hoặc. Có đôi khi, vấn đề trộn hỏi ra này, ngay cả người cha như hắn cũng không có cách nào trả lời. Sau này, không nên lui tới với tiểu tử thiên thủ gia nữa. Phú nhạc ngôn ngữ dần dần nghiêm khắc, hắn không cho phép con trai thiên tài của mình cùng một thiếu niên mù lui tới. Hắn hoài nghi, sở dĩ mỗi ngày trộn hỏi chút vấn đề kỳ quái, đối với hết thảy đều không có hứng thú, rất có thể chính là bị thiên thủ đêm mai dạy hư. Hắn đã sớm nghe người trong thôn nói qua, thiên thủ đêm mai thường xuyên nói những lời kỳ quái có thể là bị đã kích quá lớn điên rồi không phụ thân ngươi sai rồi với hai giọt nước mắt sâu trên khuôn mặt của chồn điều này làm cho anh ta trông chín chắn hơn nhiều so với những người cùng trang lứa anh biện minh cho đêm mai minh dạ quân là một người rất triết học người đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều vũ trí ba phú nhạc vừa nghe lập tức cười ha ha trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên triết gia một người mù, một người mỗi ngày điên cùng ngôn ngữ, mỗi ngày đi dạo trong thôn, lại là triết gia. Nếu như không phải vẫn ông tôn trọng nhất định đối với dòng họ thiên thủ này, chỉ sợ Phú Nhạc đã muốn đối với thiên thủ đêm mai tiến hành ngôn ngữ nhục nhã. Con trồn, con là một đứa trẻ thông minh. Vũ trí ba Phú Nhạc vẫn nhẫn nại như cũ, vuốt cái đầu nhỏ nhắn của con trồn nói. Ta hy vọng sau này ngươi có thể trở thành trụ cột của gia tộc Vũ trí ba về phần thiên thủ minh dạ hắn bất quá là một kẻ nhu nhược mà thôi hắn không xứng với dòng họ thiên thủ nhất tộc thế nào là hèn nhát cả gia tộc tất cả mọi người ra chiến trường chỉ có thiên thủ minh dạ một mình ở lại hậu phương mặc dù thiên thủ minh dạ là người mù nhưng phú nhạc vẫn nhìn không nổi minh dạ cho rằng hắn không xứng với dòng họ thiên thủ này gia tộc vũ trí ba hắn tuy rằng từng là địch nhân của thiên thủ nhất tộc nhưng cũng đồng dạng thừa nhận sự cường đại của thiên thủ nhất tộc chồng nhíu mày vừa định giải thích cho thiên thủ đêm mai ánh mắt của hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc thật sự là ngôn luận buồn cười a à. bỗng nhiên vang lên thanh âm trực tiếp làm cho vũ trí ba phú nhạc tóc gáy dựng ngược hắn trong nháy mắt móc ra khổ vô bày ra tư thế chiến đấu nhưng khi hắn nhìn thấy người nói chuyện chống quải trượng hơn nữa hai mắt còn nhắm chặt phú nhạc nhất thời giải trừ phòng bị sắc mặt lạnh như băng trong mắt có vẻ nghi hoặc. Ta lại không nhận ra có người tới gần, người này làm sao làm được. Phú Nhạc còn không kịp suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, thiên thủ minh dạ lần thứ hai mở miệng, hắn mặt hướng Phú Nhạc, lạnh lùng nói. Vũ trí ba nhất tộc Phú Nhạc, luận kẻ nhu nhược, chỉ sợ toàn bộ nhẫn giới đều rất khó có người cùng ngươi so sánh A. À. Thân là tộc trưởng, cuối cùng đem toàn bộ gia tộc mang hướng diệt vong, hơn nữa còn là không hề phản kháng mặt cho người tàn sát, mặc dù ở giữa có rất nhiều nguyên nhân phức tạp, nhưng vẫn khó có thể che giấu sự vô năng của vũ trí ba phú nhạc. Thân là một người cha, không có năng lực dạy dỗ tốt nhi tử của mình, trơ mắt nhìn vũ trí ba chồng từng bước lưu lạc tới trong cạm bẫy đoàn tàn, buồn cười đến cực điểm. Không chút khách khí nói, ban phát cho vũ trí ba phú nhạc một uất ức đệ nhất nhẫn giới, lời này một chút cũng không quá đáng. Đương nhiên, những lời này đêm mai tự nhiên sẽ không giáp mặt nói ra. Phú Nhạc, tôi đánh cuộc với anh thế nào? Đêm mai vẫn như cũ không nhanh không chậm, bộ dáng này không giống như là một thiếu niên, ngược lại là giống như một cái tính toán kỹ càng lão giả bình thường. Nhưng bộ tư thái này rơi vào trong mắt Phú Nhạc, đó chính là một bộ dáng khác. Ngươi là một người mù của gia tộc sa súc, ở chỗ này giả bộ làm bộ, chậm trễ việc mình dạy dỗ nhi tử, nếu không phải là cố kỵ dòng họ thiên thủ gia, hắn đã sớm muốn cho cảnh vệ cho hắn một chút giáo huấn. Dù sao, hiện tại vũ trí ba gia tộc khống chế toàn bộ một dịp cảnh vệ, không ai dám mạo phạm bọn họ vũ trí ba gia tộc. Thiên thủ minh dạ, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Vũ trí ba phú nhạc đè nén con trồn bên cạnh mình, vẻ mặt hờ hững, đánh cược với một người mù, hắn hoàn toàn không có hứng thú này. Thế nhưng, nếu như có thể chính diện đánh bại một chút khí diễm của thiên thủ minh dạ, có lẽ có trợ giúp cho việc dạy dỗ của trồn nếu như mình có thể biểu hiện so với thiên thủ minh dạ càng cường đại hơn có lẽ vũ trí ba chồn sẽ thay đổi ý nghĩ cho nên hắn cũng không ngại lãng phí một ít thời gian cùng thiên thủ minh dạ chơi đùa một chút ta chỉ nói một câu sau khi nghe xong những lời này ta càm đoàn người rất nhanh sẽ tới cửa cầu xin ta nghe xong lời này vũ trí ba phú nhạc chung quy là không thể kéo căng cũng không thể khống chế biểu tình của mình trực tiếp cười lạnh hắn một ngón tay chỉ chính mình chất vấn ta vũ trí ba phú nhạc sẽ cầu ngươi anh ta là ai tộc trưởng gia tộc vũ trí ba gia tộc cường đại nhất hiện nay của mộc dịp phóng tầm mắt ra toàn bộ nhẫn giới đó cũng là thế lực đứng đầu tuyệt đối trong toàn bộ mộc dịp thôn người của gia tộc vũ trí ba bọn họ đi ra ngoài ai không muốn liếc mắt một cái coi như là họa ảnh đời thứ ba ở trước mặt vũ trí ba phú nhạc hắn cũng phải khách khí ba phần đêm mai ngàn bàn tay là gì? Một thiên thủ thiếu gia sa sút một thiếu niên mù mắt mà thôi. Cho dù là thiên thủ gia tộc vẫn tồn tại, vũ trí ba phú nhạc hắn cũng là người có địa vị ngang hàng với tộc trưởng thiên thủ tộc. Dựa theo bối phận mà nói, thiên thủ đêm mai gặp hắn, còn phải hành lễ vãn bối mới đúng. Cho dù là dứt bỏ địa vị cách xa của hai người, thực lực giữa bọn họ chênh lệch cũng là cực lớn. Thiên thủ đêm mai, một cái ninja trường học giữa chừng nghỉ học gia hỏa, liền hại nhẫn tư cách đều không có. Hắn Vũ Trí Ba Phú Nhạc đã sớm là toàn bộ một dịp nổi danh ninja. Thậm chí có đồn đại, hắn Vũ Trí Ba Phú Nhạc chính là kế nhiệm Hỏa Ảnh cường lực nhân tuyển. Luận thực lực, Vũ Trí Ba Phú Nhạc hắn cũng hơn xa Thiên Thủ Minh Dạ. Ở dưới chênh lệch như vậy, Vũ Trí Ba Phú Nhạc không nghĩ tới mình có địa phương nào cần đi cầu Thiên Thủ Minh Dạ. Nhưng mà lời nói kế tiếp của chồng lại làm cho vũ trí ba phú nhạc nổi trận lôi đình. Phụ thân, Minh Dạ Quân sẽ không nói dối, người nhất định sẽ đi cầu Minh Dạ Quân. Chương 4 Dầu nhạc lửa giận, thiên thủ chi mê Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong mắt con chồng non nớt tràn đầy tín nhiệm, tràn đầy khẳng định với thiên thủ Minh Dạ. Tuy rằng phụ thân của mình rất là cường đại, nhưng hắn đối với thiên thủ Minh Dạ kiên trì không chịu nửa điểm ảnh hưởng phụ thân, ngươi vẫn là nghe minh dạ quân nói xong đi. Giờ khắc này, lửa giận trong lòng vũ trí ba phú nhạc nhất thời bành trướng tới cực điểm. Thái độ cùng vọng của thiên thủ minh dạ hắn có thể không để vào mắt. Nhưng ánh mắt sùng bái của con trai mình lại khiến phú nhạc rất khó chịu. Chẳng lẽ phụ thân mình lại không chịu nổi như thế? Chẳng lẽ chồng cứ khinh thường mình như vậy sao? Một cổ khí tức chakra mạnh mẽ vô cùng bộc phát ra, chakra màu lam hóa thành thực chất, giống như từng đợt sóng biển thổi quét bốn phía. Vũ trí ba phú nhạc phẫn nộ, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh như băng. Là một tộc trưởng đại gia tộc, bản lĩnh khống chế cảm xúc vẫn phải có, nhưng hắn cũng cần cho thiên thủ minh dạ một chút áp bách nho nhỏ. Để cho hắn biết, chọc giận một cường giả cái giá phải trả. Phụ thân, người muốn làm gì? Minh dạ quân chính là thiên thủ. Chồn cả kinh, hắn đã biết, phụ thân của mình là thật sự phẫn nộ, vừa muốn đem thiên thủ minh dạ thân phận cho nâng ra, dùng cái này để cho phụ thân ném chuột vỡ đồ. Nhưng Phú Nhạc trực tiếp khoát tay ngăn cản toàn bộ lời nói phía sau. Ha ha, khí thế thú vị. Trên mặt Minh Dạ lộ ra một nụ cười vi diệu. Cùng phong gào thét, giờ phút này Minh Dạ đối mặt với áp lực cực lớn, vũ trí ba gia tộc đương đại tộc trưởng, thực lực của hắn quả thật rất mạnh. Giờ khắc này, Minh Dạ có thể khẳng định, người này tuyệt đối ẩn tàng không ít thực lực. Nếu không, cũng không dám lên kế hoạch mưu phản trong tộc Vũ Trí Ba. Thiên thủ Minh Dạ, nói ra đáp án của ngươi đi. Vũ Trí Ba phú nhạc đồng tử phóng đại, nội tâm âm thầm khiếp sợ, người này quả nhiên có chút gì đó. Dưới khí thế áp bách của mình, Cương nhiên mặt không đổi sắc, không có nửa điểm rụt rè. xem ra lời đồn đãi tự hồ có chút vấn đề. Tâm tính trầm ổn như vậy, làm sao có thể là một người điên lửa giận trong lòng phú nhạc tiêu tán một chút hắn bắt đầu có chút tò mò thiên thủ minh dạ rốt cuộc muốn nói cái gì đến tột cùng lời nói nào có thể làm cho hắn ăn nói khép nét đi cầu thiên thủ minh dạ đây phú nhạc tộc trưởng ngươi cảm thấy vũ trí ba gia tộc trước mắt như thế nào thiên thủ minh dạ cười ha hả trong lời nói không có chút cảm xúc dao động nào làm cho người ta nghe không ra hỉ nộ phú nhạc nhíu mày Lời này mặc danh kỳ diệu, chỉ cần là người mộc dịp, ai không biết gia tộc vũ trí ba lợi hại. Hắn không rõ vì sao thiên thủ minh dạ lại hỏi ra vấn đề đơn giản như vậy. Tầm quan trọng của gia tộc Yuchibo ở Kiba không cần phải nói cũng biết, là một trong những trụ cột mạnh nhất của Kiba. Phú nhạc lời này đã nói rất uyển chuyển. Còn kém đem đệ nhất thiên hạ gia tộc vũ trí ba viết ở trên mặt. Bất quá lời này của hắn cũng xác thực không sai, sau khi thiên thủ nhất tộc biến mất, toàn bộ Mộc Diệp Minh trên mặt không có bất kỳ một gia tộc nào có thể đơn độc cùng vũ trí ba nhất tộc đối kháng. Cho dù là đêm diệt tộc, đó cũng là sự hợp lực của hỏa ảnh, đoàn tàn và vũ trí ba. Đồng thời còn có gia tộc nội bộ ra cái phản đồ vũ trí ba trồn, nếu không, vũ trí ba gia tộc không có khả năng một đêm biến mất. Một dịp giờ phút này, trung niên có vũ trí ba phú nhạc, thanh niên có vũ trí ba chỉ thủy thiếu niên có trồn vũ trí ba cả gia tộc ở mỗi độ tuổi đều có cường giả nhìn không thấy nửa điểm suy yếu khả năng nhưng những phồn hoa bên ngoài này làm sao có thể giấu được đêm mai chứ phú nhạc tộc trưởng ngươi nói rất đúng nhưng chỉ sợ ngươi đã quên một việc minh dạ cười đầu tiên là khẳng định lời nói của phú nhạc nhưng tiếp tục nói thêm từ xưa đến nay có một đạo lý không bao giờ thay đổi bất kỳ một gia tộc hay thế lực nào phát triển hoặc là đi nhanh về phía trước, hoặc là phồn vinh qua đi chính là hủy diệt. Đi ngược dòng nước, đạo lý không tiến thì lùi, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu. Lời này vừa nói ra, đồng tử vũ trí ba phú nhạc đột nhiên co rút lại, hiển nhiên bị lời nói của thiên thủ minh giả hấp dẫn. Trong thế giới ninja, rất ít thứ phát triển ổn định. Nhìn chung toàn bộ lịch sử nhẫn giới, thời điểm hòa bình luôn luôn thưa thớt, phần lớn thời gian đều là chiến tranh không ngừng. Điều này cũng có nghĩa là, đa số gia tộc, hoặc là mượn chiến tranh nhanh chóng phát triển, hoặc là ở trong chiến tranh nhanh chóng xuống dốc. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn nói chiến tranh sắp tới. Vũ trí ba nhất tộc ta không sợ. Vũ trí ba phú nhạc vừa nói ra, minh dạ lúc này liền lắc đầu thở dài, người này thật sự là ngu xuẩn. Ngay cả vũ trí ba chồng phía sau phú nhạc, lúc này cũng có chút ngượng ngùng, nói thêm minh dạ quân ý tứ là vũ trí ba gia tộc hoặc là ở một dịp tiếp tục lớn mạnh hoặc là sắp héo rũ không có lựa chọn phát triển vững vàng minh dạ gật đầu phú nhạc người này mặc dù có chút ngu xuẩn nhưng là con trai của hắn vẫn là có chút chỉ số thông minh nếu như không phải bị đoàn tàng cùng tam đại dẫn vào lạc lối có lẽ ngày sau có thể trở thành một ninja ưu tú gia tộc vũ trí ba còn có thể phát triển sao còn có không gian phát triển sao Minh dạ cười cười, tiếp tục nói. Mặc dù mạnh như thiên thủ nhất tộc, một khi cường giả đứng đầu trong tộc tử vong, kết cục cũng chỉ có thể xuống dốc. Vũ trí ba phú nhạc, ta sẽ ở thiên thủ tộc chờ ngươi. Sau khi nói xong câu đó, đêm mai vũ trí ba lại cầm lấy quải trượng của mình chuẩn bị lên đường. Nhưng là, trước khi rời đi, Minh dạ bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng một bên trong rừng cây, chờ đợi mấy hô hấp sau, lộ ra một cái sáng lạng nụ cười động tác rất nhỏ này của hắn không ai phát hiện. Giờ phút này vũ trí ba phú nhạc lâm vào trong trầm tư, mà chồng thì là vẻ mặt vội vàng hỏi: Minh Dạ Quân, ngươi còn có thể đi luyện tập kiếm trong tay sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đêm mai, trên mặt chồng hiện ra nụ cười vui vẻ. Trong mắt hắn, có thể ở cùng một chỗ với người tràn ngập trí tuệ như Minh Dạ Quân, cuộc sống mới có lạc thú. Nhưng đồng thời, vừa rồi trong rừng cây nhỏ có người bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vũ trí ba chỉ thủy trốn sau lưng một thân cây, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn phát hiện ta. Làm sao có thể? Một cái ngay cả hại nhẫn cũng không phải gia hỏa, lại có thể phát hiện hắn thúng thân chỉ thủy che giấu. Vừa rồi hắn còn cười với ta sao? Nếu như hắn không xuất hiện ảo giác, hoặc là nhìn lầm, thiên thủ minh dạ quả thật đã cười với hắn. Giờ khắc này, trong lòng vũ trí ba chỉ thủy bỗng nhiên có một ý niệm hoang đường chẳng lẽ thiên thủ minh dạ vẫn luôn che giấu thực lực không đúng nếu như đối phương muốn che giấu thực lực nhất định sẽ làm bộ như không phát hiện ra hắn mới đúng làm sao có thể gật đầu với hắn đây chẳng biết vì sao chỉ thủy cảm giác như mình đã phát hiện ra một bí mật lớn tuy nhiên bí mật đã bị khóa hắn bỗng nhiên nhớ tới trong thôn đối với thiên thủ đêm sáng các loại lời đồn đãi một người điên, mỗi ngày ở trong thôn đi dạo loạn. Mỗi ngày đều nói những điều kỳ lạ. Vốn là một người điên buồn cười, nhưng vào lúc này trước mặt quỷ dị cực lớn. Trên người thiên thủ minh già bỗng nhiên tràn ngập sương mù dày đặc. Vũ trí ba chỉ thủy bỗng nhiên do dự, nội tâm hắn rối rắm không thôi. Muốn hay không hướng hỏa ảnh đại nhân báo cáo. Chương 5 Đang mục tiêu, Uchiha cảnh đáp án, bạn đang nghe tại truyện chấm audio lá gỗ rễ trong căn phòng tối tăm đoàn tàng ngồi một mình trong đó giống như đang chờ đợi điều gì đó xa xa dưới lòng đất tĩnh mịch bỗng nhiên truyền đến tiếng ma sát quỷ dị giống như có thứ gì đó đang ma sát trên mặt đất một con rắn trắng nhỏ xuất hiện trong căn phòng tối tăm lúc này đoàn tàng cũng vừa vặn mở độc nhãn hắn nhìn về phía trong góc màu trắng con rắn nhỏ hỏi tình huống như thế nào không hề nghi ngờ người tới tự nhiên là đại xà hoàng cái miệng trắng trợn một bàn tay thò ra từ miệng con rắn đầy chất nhầy trông rất ghê tởm sau đó đại xà hoàng từ trong miệng rắn xuất hiện biểu tình trên mặt cũng không cao hứng đều đã chết đoàn tàn nhíu mày một nhóm thí nghiệm này lại tất cả đều thất bại vì nghĩ biện pháp đem tế bào giữa trụ cấy ghép đi ra bọn họ bỏ ra một cái giá rất lớn thậm chí không tiếc từ trong một dịp thôn tìm kiếm vật thí nghiệm. Mạo hiểm bị một dịp trục xuất nguy hiểm, thành quả ít đến đáng thương, ngoài trừ một thiếu niên ở ngoài, lại không có bất luận kẻ nào có thể đạt được trụ gian lực lượng. Tôi cần thêm nhiều vật thí nghiệm. Đại xà Hoàng tiếp tục nói, một vài thất bại nhỏ cũng không thể ngăn cản hắn khám phá trái tim. Chỉ cần có cơ hội có được sức mạnh vĩnh sinh, hắn có thể trả giá tất cả cho dù chuyện này đã bị ba đời hỏa ảnh viên phi nhật trảm ra lệnh cấm hắn cũng phải hợp tác với đoàn tàng, lén lúc tiến hành thí nghiệm chỉ cần có thể đạt được trụ gian lực lượng mặc dù bị ba đời phát hiện bị trục xuất một dịp thì như thế nào hư người cho người của một dịp đều là kẻ ngốc sao đoàn tàng bất mãn dùng quải trượng hung hăng gõ mặt đất cái này đại xa hoàng khẩu vị thật là càng lúc càng lớn trước bọn họ còn có thể dùng trong chiến tranh tù binh đến làm thí nghiệm nhưng hiện tại chiến tranh nhẫn giới tổng thể đã bình ổn hắn cũng tìm không thấy tù binh sau đó cũng chỉ có thể dùng người của một dịp làm thí nghiệm thế nhưng nguy hiểm như vậy rất lớn rất dễ dàng bị ám bộ theo dõi một khi bại lộ cho dù là hắn cũng không thể thừa nhận lửa giận của họa ảnh đời thứ ba ít nhất trước mắt người thống trị tối cao của cả thôn vẫn là viên phi nhật trảm hơn nữa viên phi nhật trảm giờ phút này vẫn là thời kỳ đỉnh cao thực lực rất là cường đại ngũ hệ cha tra biến hóa toàn bộ nắm giữ cho dù là đoàn tàng cũng không dám cùng viên phi ngạnh tới người bình thường hiệu quả không được ta cần ngươi tìm ninja làm thí nghiệm thực lực càng mạnh càng tốt đại xà hoàng không quan tâm tiếp tục nói ra yêu cầu quá đáng dù sao hắn chỉ phụ trách làm thí nghiệm những vấn đề khác đều nên do đoàn tàng đi giải quyết giờ khắc này đoàn tàng rốt cục không nhịn được nữa trường trượng trong tay hắn nặng nề rơi xuống, trực tiếp đập nát mấy khối sàn nhà, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chầm chầm đại xa hoàng, nói. Yêu cầu của ngươi quá đáng. Nếu như biến mất một người bình dân, đây cũng không tính là chuyện quá đáng. Dù sao, thời đại này vẫn là rất nguy hiểm, một dịp người bình thường đông đảo, chết trên mấy cái cũng sẽ không làm người khác chú ý. Nhưng nếu là chết trên một ít ninja, vậy khái niệm này có thể liền hoàn toàn bất đồng. Mỗi ninja là tài sản quý giá của Kiba và có thể thực hiện các nhiệm vụ mang lại cho Kiba thu nhập bằng tiền. Ngoài ra, bản thân ninja vẫn là chiến lực cường đại. Một dịp có thể tha thứ cho người bình thường mất tích, nhưng tuyệt đối không thể ngồi nhìn ninja liên tục mất tích. Đại Sa Hoàng cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến sự phẫn nộ của đối phương, tự mình nói: "Dựa theo ước định của chúng ta, ta chỉ phụ trách làm thí nghiệm, những thứ khác ngươi phụ trách giải quyết." bất cứ giá nào ngươi tự mình gánh vác đại xà hoàng hắn cũng là người có kiêu ngạo nếu như không phải coi trọng gốc rễ của đoàn tàn làm sao có thể hợp tác với loại mặt hàng này hơn nữa cái giá phải trả hắn đại xà hoàng đã trả qua ngươi đã quên ánh mắt của vũ trí ba kính ngươi đã quên hắn chết như thế nào sao lời này vừa nói ra đoàn tàn bản năng hoảng loạn một chút nhưng hắn dù sao cũng là thành danh nhiều năm cường giả rất nhanh liền thu liễm nội tâm dao động. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại xà hoàng rất là lạnh như băng. Lấy tính cách của hắn, rất không thích bị người giác mũi đi, lại càng không thích bị người nắm khuyết điểm của mình. Vũ trí ba kính chết như thế nào, điều này ở một dịp đã sớm có công luận. Mọi người đều cho rằng hắn và họa ảnh đời thứ hai cùng chết trận là vì yểm hộ những người khác trong thôn mà chết. Nhưng chỉ có đoàn tàn hiểu được, cái chết của vũ trí ba kính và hắn không thoát khỏi liên quan không chỉ như thế sau khi lấy được thi thể của vũ trí ba kính hắn không công bố ra ngoài mà là bảo tồn cho đến khi đại xà hoàng xuất hiện đại xà hoàng vốn là đối với ba đời cấm hắn làm thí nghiệm bất mãn lúc này đoàn tàn tìm tới cửa nói nguyện ý trợ giúp đại xà hoàng làm thí nghiệm cung cấp sân bãi cùng vật thí nghiệm nhưng yêu cầu chính là trợ giúp đại xà hoàng cấy ghép mắt luân phiên Đồng thời, thành quả nghiên cứu ra, hắn đoàn tàn muốn cùng hưởng. Những chuyện này, bất kỳ một chuyện nào bị bại lộ ra ngoài, vậy hắn giấu ở toàn bộ một dịp đều không có chỗ dung thân. Nếu dựa theo phong cách làm việc trước kia của hắn, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt đại xa hoang. Nhưng, đối phương dù sao cũng là thực lực không kém một trong tam nhẫn, hơn nữa sau đó thí nghiệm còn cần dựa vào đại xa hoang mới được. Nghĩ tới đây, đoàn tàn kiềm chế sát cơ trong lòng tôi có thể cung cấp cho bạn một nhóm ninja khác, nhưng đây là nhóm cuối cùng trong một thời gian ngắn. Không chỉ có như thế, tại nhóm này ninja tiêu hao xong về sau, thí nghiệm cần tạm dừng một đoạn thời gian, nhật trảm tự hộ có điều phát hiện, chúng ta cần điều thấp một ít. Đại xà hoàng nhướng mày, hiển nhiên đối với kết quả này rất là không hài lòng. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình lão sư đời thứ ba họa ảnh kia cường đại thực lực, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a à. đối mặt với viên phi nhật trảm tráng niên e rằng cả một dịp không có mấy người dám đối kháng chính diện sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương đoàn tạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn thật đúng là sợ đại xà hoàng không quan tâm nhất định phải tiếp tục làm thí nghiệm con mắt đại xà hoàng vừa chuyển bỗng nhiên có một ý nghĩ mới còn nhớ thiếu niên thiên thủ gia kia không ta nghĩ hắn có thể chịu đựng được tế bào trụ. Dù sao trong cơ thể bọn họ chảy xuôi huyết mạch giống nhau. Đoàn tàn nhướng mày, suy tư một lát mới nhớ ra đại xà hoàng nói ai. Dù sao, thiên thủ gia tộc khác với nhật nhật gia tộc, cơ hồ không có gì có thể để lại. Thiên thủ trụ tuy mạnh, nhưng cũng là một ví dụ, không thể phục chế. Thiên thủ môn giang cũng rất mạnh, nhưng dựa vào chỉ số thông minh, cùng huyết mạch quan hệ không lớn không giống Nhật Bản gia tộc, mỗi người đều có xem thường. Không tiện động thủ, đứa nhỏ này luôn ở dưới ánh mắt của Nhật Trảm, không ai có thể động đến nó. Thiên thủ minh dạ bản thân rất bình thường, thực lực không mạnh, trí tuệ cũng không xuất chúng, hơn nữa còn là một người mù, cho nên hắn đối với đoàn tàn không có ý nghĩa. Thế nhưng, hình thức thiên thủ này đối với Nhật Trảm rất quan trọng. Cho nên viên phi Nhật Trảm vẫn luôn nhìn chầm chầm, nếu bọn họ ra tay với minh dạ, nguy hiểm rất lớn. Yên tâm đi, lão đầu tử rất nhanh sẽ không rảnh nhìn chầm chầm, gia tộc vũ trí ba sẽ hấp dẫn lực chú ý của hắn. Đại xa hoàng lắc đầu, hiển nhiên đã chuẩn bị chu đáo. Là một trong tam nhẫn, đồng thời cũng là đệ tử hỏa ảnh của Mộc Diệp, hứu giác của hắn vượt xa người bình thường. Vũ trí ba gia tộc phát triển quá nhanh, có chút vượt qua tất cả mọi người đoán trước, ba đời hỏa ảnh chỉ sợ không rảnh nhìn chầm chầm thiên thủ minh dạ chỉ cần không bị nhật trảm phát hiện, ngươi có thể thử trước tiếp xúc một chút thiên thủ gia tiểu tử kia. Chương 6 Đời thứ ba nghi hoặc, thiên thủ nhất tộc lại có hy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Văn phòng hỏa ảnh Ba đời vẫn đang hút thuốc, hai mắt hiếp lại, thoạt nhìn giống như đang thất thần. Hỏa ảnh đại nhân, nhàm ảnh thôn tựa hồ có động tác, căn cứ chúng ta nguồn tin tức, thổ ảnh tựa hồ đang chuẩn bị cái gì, hay không cần nhiều chú ý. Vũ trí ba chỉ thủy buông mật báo trong tay xuống, chờ đợi viên phi nhật trảm trả lời. Tuy rằng đại chiến nhẫn giới lần thứ hai đã kết thúc một đoạn thời gian, nhưng nhẫn giới vẫn không yên ổn. Giữa các thông minh tranh ám đấu vẫn chưa ngừng, không chỉ có như thế, giờ phút này nhẫn giới ngược lại có một loại mưa gió sắp tới áp lực. Mà vũ trí ba chỉ thủy là một ninja trèn luyện từ trong chiến trường, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng chỉ sợ nhẫn giới đại chiến nếu như có thể hắn không hy vọng nhìn thấy một dịp lại lâm vào trong chiến tranh chuyện khác để sau hãy nói nói cho ta biết tình trạng của thiên thủ minh dạ đi viên phi nhật trảm xoa xoa mi tâm có vẻ rất phiền não tên đại giả mộc này là một đối thủ rất mạnh mẽ nếu nham ẩn thôn muốn ngóc đầu trở lại cho dù là hắn cũng sẽ cảm giác được áp lực bất quá chuyện bên ngoài thôn cũng không sốt ruột các thôn trước mắt đều còn đang tích góp lực lượng trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì lớn. Chuyện trong thôn mới là làm cho hắn đau đầu, cương thủ lại đang cùng hắn cáo kỉnh, đối với hắn có ý kiến. Đại sa hoàng cùng tự lai cũng không phải đèn cạn dầu. Ba đời trước mắt muốn trước tiên đem cục diện rối rắm bên trong một dịp cho xử lý xong, nếu không, trong ngoài cùng nhau xảy ra loạn, hắn có thể chịu không nổi. Hỏa ảnh đại nhân, thiên thủ minh dạ có chút quỷ dị. Vũ Trí ba do dự một hồi, Tự hồ không nghĩ ra dùng ngôn ngữ gì Để hình dung thiên thủ minh dạ Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế quỷ dị thiếu niên Rõ ràng là người mù Rõ ràng trong cơ thể chát ra khí tức nhỏ yếu đáng thương Nhưng là lại có thể ở vũ trí ba phú nhạc Khí thế chi hạ không đổi sắc Hơn nữa Tầm tính và hành vi của thiếu niên này Căn bản không giống thiếu niên Cũng không giống người điên Hắn biểu hiện rất là trầm ổn Thậm chí có thể nói là lão thành Người nói rõ ràng không nên bỏ sót bất cứ chi tiết nào viên phi nhật trảm sắc mặt lạnh lùng đối với gia tộc thiên thủ hắn vẫn ông cảnh giác lớn nhất tốn công phu lớn như vậy tốn nhiều năm như vậy mới phế bỏ thiên thủ gia tộc hắn tuyệt đối không thể nhìn thiên thủ gia tộc cuộc khởi một lần nữa là như vậy vũ trí ba chỉ thủy lấy ra một quyển sổ nhỏ đem tất cả mọi chuyện ghi chép tỉ mỉ nói ra những thứ ghi chép bên trong rất chi tiết đêm mai bắt đầu từ lúc ra khỏi cửa, gặp ai, nói gì, tất cả đều ghi chép trong hồ sơ. Thế nhưng, Duy chỉ có một chuyện vũ trí ba chỉ thủy không nói. Đó chính là thiên thủ minh dạ nghi là nhìn thấu chuyện hắn tiềm tàng, chỉ thủy lựa chọn tránh không nói. Không phải sợ hỏa ảnh vì vậy mà khinh thường hắn, mà là bởi vì hắn cũng không rõ chân tướng, đó rốt cuộc là một sự trùng hợp, hay là thật sự nhìn thấu sự che giấu của hắn. Là một ninja, hắn quyết định chờ sự tình biết rõ về sau lại cùng họa ảnh báo cáo nhưng dù vậy sắc mặt viên phi nhật trảm cũng ngưng trọng ý anh là anh ta có tiếp xúc với vũ trí ba phú nhạc nhật trảm sắc mặt bắt đầu biến ảo nếu như thiên thủ nhất tộc cùng vũ trí ba nhất tộc lăn lộn cùng một chỗ đó mới thật sự là đại sự không ổn thiên thủ nhất tộc có danh vọng vũ trí ba nhất tộc có lực lượng hơn nữa mộc dịp thôn vốn là do hai gia tộc này liên hợp sáng lập nếu hai phương này thật sự lăn lộn cùng một chỗ vậy gia tộc viên phi của hắn cũng phải đứng sang một bên tình thế toàn bộ mộc dịp rất có thể đại loạn không được tuyệt đối không thể để bọn họ đi cùng nhau đột nhiên một mưu kế lớn mật xuất hiện trong lòng viên phi nhật trảm mấy ngày nay vũ trí ba gia tộc phát triển có chút quá mức thuận lợi thậm chí là có chút nhanh nếu để cho vũ trí ba phát triển như vậy vài năm, chỉ sợ vũ trí ba sẽ trở thành người lãnh đạo thực chất của Mộc Diệp. Cho nên, hắn cũng một mực tự hỏi, làm sao có thể suy yếu vũ trí ba nhất tộc lực lượng. Nguyên bản, hắn là muốn lặp lại trò cũ, dựa theo phương thức thu phục chỉ thủy, đem thiên tài vũ trí ba chồng này cũng thu vào trong túi, dùng cái này làm suy yếu lực lượng của vũ trí ba nhất tộc. Thế nhưng, thiên thủ minh giả dạ xuất hiện, tự hồ cho hắn một cái kế hoạch tốt hơn nếu như thiên thủ đêm mai chết ở vũ trí ba nhất tộc trong tay, ta đây có thể danh chính ngôn thuận đối với vũ trí ba hạ thủ. Thiên thủ nhất tộc, ở một dịp thôn là một tồn tại rất đặc thù, mặc dù hiện tại thiên thủ nhất tộc không có bất kỳ lực lượng nào, ngay cả tộc nhân cũng chỉ còn lại có một hai người, nhưng thiên thủ nhất tộc vẫn là không người nào dám nhục. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì danh vọng của thiên thủ nhất tộc quá cao. Ở một dịp chính là một chính trị chính xác, không ai dám chọc nhưng nếu là thiên thủ minh dạ, cái này thiên thủ gia tộc duy nhất Nam Đinh chết ở vũ trí ba gia tộc trong tay, vậy vũ trí ba gia tộc liền xong đời. Đến lúc đó hắn lại lặng lẽ thả ra lời đồn đãi nói vũ trí ba gia tộc muốn nhất thống một dịp, cho nên trước tiên cầm thiên thủ đêm mai khai đao uy hiếp các gia tộc khác. Cứ như vậy, có thể đẩy cả gia tộc vũ trí ba đối lập với mọi người. Người bình thường sẽ ghét Du Di Bo vì niềm tin của họ, và gia đình ninja sẽ chống lại Yuji Bo vì sợ bị thống trị bởi Yuji Bo. Đến lúc đó, gia tộc vũ trí ba tứ cố vô thân chính là một miếng thịt trên thất gỗ. Hắn viên phi nhật trảm, muốn bóp tròn trà dẹp thế nào cũng dễ dàng. Không chỉ như thế, thiên thủ gia tộc hắn vẫn muốn xử lý, cũng sẽ vì vậy mà giải quyết. Thiên thủ đêm mai vừa chết, đến lúc đó hắn lại tự mình xuất thủ, đem vũ trí ba giải quyết xong cương thủ tất nhiên sẽ bởi vậy mà cảm tạ ân sư này. Có huyết mạch giữa trụ cương thủ này, hắn có thể mượn uy vọng của thiên thủ nhất tộc, địa vị của mình càng thêm vững chắc. Một hòn đá, ba con chim. Nghĩ tới đây, trên mặt tam đại không khỏi lộ ra nụ cười thích ý. Nếu đại phương hướng đã định ra, kế tiếp nên tự hỏi một chút, làm sao để cho thiên thủ minh giả dạ chết ở trong tay vũ trí ba. Chỉ thủy ra tay. Ba đời lắc đầu, vũ trí ba cầm nước hắn dùng rất thuận tay, tạm thời còn không muốn vứt bỏ lá bài này. Hơn nữa, cho dù là vũ trí ba chỉ thủy ra tay, cũng rất có thể bị gia tộc vũ trí ba bỏ xe bảo xoái. Tốt nhất có thể để cho vũ trí ba phú nhạc tự mình xuất thủ, đem nước bẩn dội lên người tộc trưởng vũ trí ba phú nhạc này, như vậy mới có thể đem toàn bộ gia tộc vũ trí ba kéo xuống nước. Nhưng độ khó này lại phi thường cao, hắn cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Bất kể như thế nào, ngươi tiếp tục tiến hành bảo vệ thiên thủ minh dạ ghi lại tất cả mọi người cùng sự tình hắn tiếp xúc một khi gia tộc vũ trí ba và thiên thủ minh dạ có tiếp xúc lập tức nói cho ta biết tam đại hút một hơi thuốc lớn phương pháp tạm thời không nghĩ tới nhưng đối với thiên thủ đêm mai giám thị không thể ngừng đây là một trương vương tạc dùng tốt có thể một lần giải quyết toàn bộ vũ trí ba gia tộc nhưng nếu là không dùng tốt rất có thể sẽ đem chính mình cũng cho kéo xuống nước hắn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 7 Lâm nhắc nhở, mang thổ ghen ghét. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày hôm sau, mời đến văn phòng nham ảnh, cũng chờ ở trong đó một giờ. Mời đi tới chung kết cốc, phá hủy toàn bộ hai pho tượng. Mời đi tới gốc, phá hủy tất cả các vòng mắt trên cánh tay đoàn tàn. Mở ra trang thứ nhất, đêm mai có chút không nói gì, những thứ này ký đến nhiệm vụ có chút quá đáng thái quá. Nhằm ảnh văn phòng, hắn một cái mộc dịp người chạy tới, là đi tìm chết sao? Chung kết cốc, nơi này khoảng cách cũng không gần, chờ hắn đến nơi đó, phỏng chừng hôm nay đều đã qua. Về phần cái gọi là đi tới gốc trễ, vậy thì càng là chuyện cười. Hắn một cái thiên thủ gia chạy đến gốc đi, chỉ sợ là đưa tới cửa thân thể chuột bạch. Bất quá đêm mai cũng không sốt ruột, hệ thống mỗi ngày đều sẽ tuyên bố đại lượng ký đến nhiệm vụ từ trong đó tùy ý chọn lựa một cái là được sau khi tiếp tục chờ đợi một lát đêm mai thấy được một nhiệm vụ không tồi đến trường ninja và mang nó từ trường đến trường không chút do dự hắn trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ này dựa theo một dịp quy tắc hắn vẫn chỉ là nghỉ học hiện tại hắn vẫn là ninja trường học thân phận nói làm liền làm trong chốc lát thời gian đêm mai liền chạy tới một dịp niên gia trường học, dựa theo trí nhớ của mình, đi tới chính mình trước kia đi học phòng học. Bởi vì thời gian còn tương đối sớm, cho nên trong phòng học không có ai. Dựa theo quy tắc nhân vật chính phải ngồi ở cửa sổ, đêm mai trực tiếp đi tới vị trí phòng học gần cửa sổ, cảm thụ không khí trong lành của cửa sổ, lặng lặng chờ đợi giờ học bắt đầu. Trong chốc lát, các học sinh bắt đầu thư thớt đi vào trong phòng học. Trong đó còn có không ít khuôn mặt quen thuộc đầu tiên đi tới chính là một cô gái, nàng có một mái tóc ngắn xinh đẹp, khuôn mặt rất là tinh xảo, làn da trắng nõn giống như dương chi ngọc, nụ cười trên mặt làm cho người ta như một xuân phong. Lâm bước nhanh đi vào phòng học, thoạt nhìn có chút vội vàng, bộ ngực hơi phát dục phập phòng lên xuống, thoạt nhìn rất là hấp dẫn. Khi nàng nhìn thấy thiên thủ minh dạ trong góc, đầu tiên theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Minh dạ quân làm trong thôn mạnh nhất chữa bệnh niêm gia cương thủ duy nhất tộc nhân. đêm mai tại chữa bệnh niêm gia bên trong vẫn là có một chút danh tiếng. giọng nói của lâm rất ôn nhu, âm sắc rất tinh tế, làm cho lòng người sinh hảo cảm. đêm mai quay đầu lại, lộ ra nụ cười nhu hòa với lâm. đối với đứa nhỏ nội tâm phi thường thiện lương này, hắn cũng rất có hảo cảm. đang lúc hai người nói chuyện phím, một thiếu niên mang theo kính che nắng, mặc quần áo thể thao bước nhanh vào vừa thấy lâm cùng thiên thủ đêm mai nói chuyện với nhau rất là hòa hợp sắc mặt hắn lập tức khó coi bất quá khi hắn nhìn rõ ràng vị trí vũ trí ba ngồi ban đêm mang thổ lộ ra nụ cười hả hê khi người gặp họa thiên thủ gia hỏa kia ta khuyên ngươi mau rời khỏi nơi này nếu không kế tiếp ngươi có thể phải chịu chút đau khổ minh dạ nhíu mày cũng không rõ lời này là có ý gì hắn đang yên đang lành ngồi ở chỗ này không có trêu chọc bất luận kẻ nào ai muốn lại đây cho hắn nếm mùi đau khổ lúc này trong phòng học lại tiến vào không ít người bọn họ nhìn đêm mai chỗ ngồi vị trí mỗi người trên mặt đều lộ ra một bộ chờ xem kịch vui biểu tình bởi vì nghỉ học một đoạn thời gian rất dài cho nên đêm mai cũng không biết tình huống trong trường học hắn chỉ có thể hỏi lâm minh dạ quân ngươi vẫn là mau rời khỏi chỗ ngồi này đi lâm vội vàng đi tới bên cạnh minh dạ cúi người ghé tai nhẹ giọng giải thích với minh dạ bởi vì vấn đề tư thái của hai người lâm vừa cúi đầu phong cảnh xinh đẹp trước ngực liền nhìn một cái không sót gì có lẽ là cho rằng đêm mai là một người mù cho nên lâm căn bản không đề phòng đêm mai nhưng trên thực tế bởi vì kiến thức sắc khí phách nguyên nhân đêm mai cảm giác lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi có thể so với xem thường đêm mai bất động thanh sắc vì không bại lộ chính mình có thể nhìn thấy sự thật hắn lựa chọn tiếp tục bảo trì tư thế này nhưng màn này rơi vào trong mắt lãnh thổ lập tức khiến cho trong mắt hắn đố kỵ đại thịnh, ghen tuông nổi lên. Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng hắn thân mật như vậy, hiện tại cư nhiên đối với một người mù thân thiết như vậy, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Nhưng bởi vì ở đây có rất nhiều người, mang đất cũng không dễ phát tác, chỉ có thể hy vọng tên kiêu ngạo kia nhanh chóng tới đây, cho thiên thủ minh giả dạ đáng ghét này một bài học hung hăng. Sau khi nghe rin thì thầm trong chốc lát, đêm mai đã hiểu ngọn nguồn sự tình chính như ngay từ đầu theo như lời cửa sổ vị trí phi thường lửa nóng mà cái này phòng học bên trong vị trí này sớm có người chiếm lấy viên phi ác ma sao thiên thủ minh dạ khẽ lắc đầu quả nhiên bất kể thế giới nào loài sinh vật đời thứ hai này vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất là nhi tử đương nhiệm của họa ảnh viên phi nhật trảm viên phi ác ma vô luận ở nơi nào đều là chúng tâm phủng nguyệt hơn nữa coi như là thiên phú không tệ tự nhiên là thiếu niên đắc chí tâm cao khí ngạo. Tuy rằng không có khoa trương đến xem mạng người như cỏ rác, hoành hành một phương, nhưng ở trong trường học cũng là một phương hào cường, không người dám chọc. Mà vị trí tốt của bệ cửa sổ này đã sớm bị ác ma coi là chỗ ngồi riêng của mình. Bởi vì nghỉ học hồi lâu, cho nên đêm mai đối với những thứ này cũng chưa từng biết. Bất quá, mặc dù hiện tại đã biết, đêm mai vẫn không quan tâm. Chỉ là một đệ tử đời thứ hai, ở trong mắt hắn tính là cái gì? có lẽ hắn hiện tại không có thực lực cùng ba đời chính diện đối kháng, nhưng đối với loại người như ác ma, đêm mai cũng chưa bao giờ để vào mắt. Hơn nữa, gia tộc Thiên thủ cũng có kiêu ngạo của mình. Hắn vượng bay ác ma, không xứng để Thiên thủ nhượng bộ. Lâm đa tạ ngươi nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Thiên thủ Minh Dạ mỉm cười gật đầu tỏ lòng biết ơn, sau đó quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, tiếp tục cảm thụ gió nhẹ cùng không khí trong lành, chờ đợi giờ học bắt đầu lâm nhất thời sốt ruột vội vàng nói ác ma thực lực rất mạnh hơn nữa hắn còn là con ruột của họa ảnh đại nhân nếu như ngươi cùng hắn nổi lên xung đột cương thủ đại nhân sẽ rất khó xử cô và minh dạ cũng không quen lắm nhưng cương thủ lại là thần tượng của lâm vô luận từ thực lực hay là bối cảnh mà xem thiên thủ minh dạ đều kém viên phi ác ma một bậc nếu là chính diện nổi lên xung đột cương thủ kẹp ở giữa thiên thủ gia tộc cùng lão sư của mình sẽ rất khó làm Đương nhiên, nàng tâm địa thiện lương, trong lòng không muốn nhìn thấy đêm mai bị ác ma đánh cho một trận. Dù sao, thầy thuốc nhân tâm, đêm mai trong mắt hắn, rõ ràng chỉ là một người mù, là một quần thể yếu thế cần chiếu cố. Lâm, mặc kệ hắn, để hắn tự mình đi tìm chết đi. Vũ trí ba mang thổ lại đây muốn lôi kéo Lâm trời đi, dù sao, ác ma thực lực rất mạnh, nếu Lâm lâm vào trong xung đột, hắn cũng không có năng lực ở dưới tay ác ma bảo vệ Lâm vũ trí ba gia tộc là rất cường đại nhưng hắn vũ trí ba mang thổ cũng không phải là đối thủ của ác ma thế nhưng bàn tay mang đất vương tới lại trực tiếp bị linh hất ra mang đất ta không thể trơ mắt nhìn ngươi nhất định phải giúp ta lâm đứng trước người minh dạ ánh mắt rất kiên định có lẽ ác ma rất mạnh nhưng nạn nhất định phải bảo vệ minh dạ cảm nhận được sự quan tâm không giải thích được này đêm mai đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức phản ứng lại Quả nhiên là một cô gái tâm địa thiện lương. Kỳ thật hắn bảo vệ Minh Dạ nguyên nhân cũng rất đơn giản, cương thủ tướng đề nghị mỗi ninja tiểu đội đều cần trang bị một cái chữa bệnh ninja, cái này để chữa bệnh ninja địa vị tăng vọt. Lâm là một người bình thường gia đình hài tử, có thể tiến vào ninja trường học trở thành chữa bệnh ninja, kỳ thật là thừa một phần cương thủ tình nghĩa. Nhưng cương thủ thực lực quá mạnh, cấp độ quá cao, Lâm không có gì có thể giúp thượng cương thủ bất quá hôm nay đêm mai có thể có phiền toái, đêm mai làm cương thủ duy nhất tộc nhân, Lâm tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Chương 8 Mang đất cự tuyệt, Asuma cường thế đăng tràn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mang thổ ngây ngẩn cả người, hắn cũng không rõ nguyên nhân Lâm muốn bảo vệ minh dạ. Giọng điệu nghiêm túc như vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe được từ miệng Lâm. Vì một người mù, một người xa lạ, Lâm cư nhiên nói chuyện với hắn như vậy, điều này làm cho lãnh thổ ngây dại. Vì sao phải giúp hắn? Ta cự tuyệt. Sắc mặt đái thổ rất là không tốt, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu gượng gạo. Chuyện này rõ ràng là do thiên thủ đêm mai khơi màu, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, cùng Lâm cũng không có nửa xu quan hệ. Tại sao phải vì thiên thủ minh dạ mà đắc tội viên phi ác ma? Đương nhiên, nguyên nhân căn bản kỳ thật chỉ có một, nếu như thiên thủ minh dạ là nữ hài tử, như vậy mang đất cũng sẽ không ghen tị, thậm chí có thể chủ động ở trước mặt lâm bày ra thiện ý của mình. Nhưng đêm mai là một người đàn ông, mặc dù là một người mù, nhưng hắn thật sự quá đẹp trai, tóc bạc, nhất cử nhất động đều mang theo khí thế quý công tử. Điều này làm cho bản năng nội tâm mang đất dân lên một tia kháng cự. Hơn nữa lâm cùng minh dạ biểu hiện thân mật như thế, cái này làm cho lãnh thổ càng thêm khó chịu nếu như có thể, hắn thậm chí muốn tận mắt nhìn viên phi ác ma hung hăng sửa chữa thiên thủ minh dạ một chút. Tốt, ngươi không đến thì thôi, ta cũng không cần ngươi ra tay. Lâm cái miệng nhỏ nhắn phòng lên, trực tiếp giận dỗi ngồi xuống, cùng minh dạ vai kề vai ngồi chung một chỗ. Hơn nữa, còn chủ động hướng đêm sáng chỗ phương hướng xê dịch mông, điều này làm cho hai người dựa vào càng chặt chẽ, đêm sáng thậm chí đều có thể ngửi được một cổ mùi thơm như là sáng sớm mang theo sương sớm hoa tươi làm cho người ta say mê thế nhưng một màn này rơi vào trong mắt lãnh thổ làm cho lửa giận của hắn càng sâu hơn ba phần hừ mang thổ hừ lạnh một tiếng giận dỗi ngồi xuống chỗ ngồi bên kia tuy rằng trên mặt không chút biểu tình nhưng nội tâm lại tức gần chết ánh mắt nhìn ra ngoài cửa hắn đã hy vọng ác ma đến một cái cây lớn bên ngoài trường học ninja thật là thú vị ta phải nhanh chóng ghi chép lại. Vũ trí ba chỉ thủy cầm quyển sổ ghi chép thật nhanh, thần sắc trên mặt rất là chờ mong. Dựa theo họa ảnh đại nhân phân phó, một khi thiên thủ minh dạ cùng vũ trí ba gia tộc người có tiếp xúc, vậy phải lập tức tỉ mỉ ghi chép, cũng kịp thời báo cáo. cái tên vũ trí ba mang đất này chỉ thủy biết. những giới đại chiến tạo nên rất nhiều cô nhi, mà vũ trí ba mang đất chính là một trong số đó. là tộc nhân của vũ trí ba thiên phú mang đất cực kém ở trong đám bạn cùng lứa tuổi cơ bản thuộc về trình độ đuôi cần cẩu nếu như thiên thủ minh dạ cùng vũ trí ba mang thổ nổi lên xung đột cái này căn bản là không cách nào làm cho chỉ thủy nhất lên hứng thú chân chính để cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là viên phi ác ma đã đi tới phòng học bên ngoài lập tức liền muốn tiến vào phòng học là con trai của họa ảnh đời thứ ba chỉ thủy cũng có hiểu biết nhất định về ác ma này thực lực ở trong cùng một thế hệ coi như có thể, thế nhưng tính tình rất là táo bạo, nếu như không làm ra thay đổi, khó thành đại khí. Nhưng, nếu dùng viên phi ác ma lúc này để thăm dò thực lực của thiên thủ minh dạ, đó là một lựa chọn không tồi. Trong phòng học lâm vào tĩnh mịch, bóng người ác ma còn chưa tới, nhưng thanh âm đã truyền tới trước. Hồng, hôm nay cùng ta ngồi một chỗ đi, ta mang theo cơm hộp mộc dịp ngon nhất, chúng ta có thể cùng nhau ăn thanh âm có vẻ nóng bỏng của ác ma vang lên điều này làm cho không khí trong phòng học lần nữa giảm xuống điểm đóng băng lâm nhất thời khẩn trương lên thân thể mềm mại đều căng thẳng khẽ run rẩy nhìn ra được nội tâm nàng rất là kích động nàng bất quá chỉ là một hài tử bình dân làm sao có thể đối kháng với người như viên phi ác ma đây khi nội tâm cô bối rối không thôi một bàn tay to ấm áp bỗng nhiên nắm lấy cô nhiệt lượng truyền đến khiến anh cảm thấy rất ấm áp đừng lo lắng, tất cả đều không có việc gì. Đêm mai thấp giọng an ủi, làm cho tâm tình thiếu nữ chấn kinh ổn định không ít. Giờ khắc này, Lâm mới rảnh rỗi bắt đầu cẩn thận quan sát đêm mai bên cạnh. Mặc dù là nam nhân, nhưng làn da đêm mai tốt làm cho thiếu nữ này ghen tị, khuôn mặt đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật tỉ mỹ điêu khắc, giữa hai lông mày để lộ ra một cổ quý khí, làm cho người ta động tâm không thôi. Chỉ tiếc, đôi mắt vốn nên giống như ngôi sao kia lại nhắm chặt nhìn nhìn lâm bỗng nhiên có chút si mê hoàn toàn quên mất không khí khẩn trương ở hiện trường lâm bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ lớn mật lớn mật đến mức chính cô cũng thẹn thùng không thôi nếu như có thể ở cùng một chỗ với minh dạ quân nhất định sẽ rất hạnh phúc bên cạnh vũ trí ba mang thổ nha đều muốn cắn nát nhìn lâm lộ ra tinh tinh nhãn cùng với hai người dắt cùng một chỗ tay những thứ này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ lâm là của ta ai cũng không thể cướp đi giờ khắc này màn đất vô cùng hy vọng viên phi ác ma mau chóng động thủ để cho thiên thủ đêm mai không biết trời cao đất rộng kia biết vì sao hoa lại đỏ như vậy tịch nhật hồng đầu tiên tiến vào phòng học khi nàng nhìn thấy ngồi ở bên giường một nam một nữ lúc biểu tình trên mặt có chút quái dị thời gian rất lâu cũng không ai dám đối nghịch với viên phi ác ma không ngờ hôm nay lại đụng phải hai người một trong số đó là thiên thủ minh dạ có chút danh tiếng ở một dịp hồng sao anh không vào ác ma theo ánh mắt đỏ nhìn về phía cửa sổ lông mày lập tức nhíu lại vị trí này hắn đã ngồi rất lâu toàn bộ người trong lớp đều biết vị trí này chính là chỗ ngồi của ác ma cơ hồ không có người nào không có mắt dám cùng hắn đoạt vị trí thế nhưng khi hắn nhìn thấy thiên thủ minh dạ lông mày càng nhíu chặt hơn sao lại là hắn phụ thân hắn viên phi nhật trảm đã từng ba lệnh năm thân bảo hắn không nên xung đột với thiên thủ đêm mai điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của gia tộc viên phi đối với mệnh lệnh của phụ thân mình ác ma vẫn có thể nghe lọt cho nên trong một đoạn thời gian qua hai người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ trao đổi nào thế nhưng giờ phút này thiên thủ minh dạ lại chủ động tới khiêu khích đem vị trí của hắn cho chiếm Đầy tính là cái gì? Ác ma, chúng ta đổi vị trí ngồi đi. Hồng chủ động mở miệng, không muốn hai bên xảy ra xung đột. Tuy rằng cô có lòng tốt, nhưng lời này lại phản tác dụng. Mất mặt trước nữ nhân mình theo đuổi, đây là điều ác ma tuyệt đối không thể nhìn. Hoặc là nói, bất kỳ một cái nhiệt huyết thiếu niên đều không thể tiếp nhận, ở chính mình nữ nhân yêu dấu trước mặt biểu hiện nhu nhược lùi bước. Ngươi chờ ta một lát. Ác ma nói xong câu đó, trực tiếp hai tay đút túi, bước nhanh đến trước mặt thiên thủ minh dạ. Hắn vỗ một cái lên bàn trước mặt thiên thủ minh dạ, lạnh lùng nói. Tránh ra. Chương 9 Nhất kích miễu sát, ai nói cho người ta không có chiến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bùng. Âm thanh bàn tay vỗ lên bàn vang vọng cả phòng học. Lực chú ý của mọi người toàn bộ bị động tác của ác ma hấp dẫn, trong phòng học yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Đánh nhau, đánh nhau. Vũ trí ba mang đất ở nội tâm điên cuồng rít gào, hận không thể hiện tại chính mình xuyên việc đến trên thân thể ác ma, sau đó cho vũ trí ba đêm mai hung hăng lên mấy quyền, để giải mối hận trong lòng. Những ánh mắt khác không giống nhau, có khiếp sợ, có vui sướng khi người gặp họa. Hồng tiến lên một bước, còn muốn tiếp tục khuyên bảo một phen, nhưng ác ma khoát tay, trực tiếp đem Hồng muốn nói ra lời nói toàn bộ ngăn chặn. Đối với sự bá đạo của Ác Ma, Hồng hiểu rất rõ. Trong khoảng thời gian Ác Ma theo đuổi cô, tất cả những người đàn ông đồng trang lứa mà cô từng tiếp xúc đều được Ác Ma cảnh báo. Đối với quyết định của Ác Ma, Hồng nhiều khi cũng không thể phản đối. Vì thế, nàng chỉ có thể cho Thiên Thủ đêm mai một ánh mắt lực bất tòng tâm. Thiên Thủ Minh Dạ hiện tại lập tức đứng lên, vị trí này không phải ngươi có thể ngồi ác ma cường thế mà bá đạo, sắc mặt lạnh lùng, đem khí chất cường áp người đời thứ hai bày ra vô cùng nhường nhuyễn. Nương theo lời nói cường thế của ác ma, đêm mai có thể rõ ràng cảm giác được, thiếu nữ bên cạnh thân thể mãnh liệt trung lên, rất hiển nhiên là bị ác ma hù dọa. Minh già dạ cầm tay lâm hơi dùng sức, ý bảo cô không cần lo lắng. Có được sự an ủi của đêm mai, lâm giống như cũng từ trong kinh hải đi ra. Ác ma tiên sinh, vị trí này là chỗ ngồi công cộng trong phòng học, ai cũng có thể ngồi. Lâm mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm đứng lên. Vì hồi báo cương thủ đại nhân ân tình, bảo vệ tốt đêm mai chính là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Nàng hai mắt nhìn thẳng khí tràn cường đại ác ma, minh dạ tay cho nàng thật lớn dũng khí. Đây là chuyện của ta và hắn, không tới phiên ngươi quản. Viên phi ác ma sắc mặt lạnh lùng, cũng không có ý giảng đạo lý thân là đệ tử đại gia tộc, ánh mắt của hắn tự nhiên không phải người như Lâm có thể so sánh. Từ nhỏ đã được giáo dục chỉ có một, đó chính là cường giả mới có thể giảng đạo lý, kẻ yếu chỉ có nghe đạo lý. Lấy thân phận cùng thực lực của Lâm, không có tư cách ở trước mặt hắn lãm nhảm. Lâm còn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng ác ma một cái ánh mắt sắc bén, trực tiếp đem thiếu nữ cho kinh sợ. Nước mắt trong hốc mắt Lâm đảo quanh, nhưng vẫn cố nén không chảy xuống nàng chỉ quật cường nhìn chầm chầm ác ma, không có ý nhượng bộ. Đúng là một tên bướng bỉnh. Minh dạ thở dài một tiếng, đối với thiếu nữ xinh đẹp này có rất nhiều hảo cảm. Hắn chậm rãi đứng dậy, kéo Lâm đến phía sau mình, tự mình đối mặt với ác ma. Xin lỗi Lâm, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Lời nói của Minh dạ rất là đạm mạc, hắn và viên phi ác ma không có thù oán gì, nếu như đối phương nguyện ý cúi đầu, hắn cũng không có hứng thú khi dễ tiểu hài tử đương nhiên nếu như tên này không biết tốt xấu hắn không ngại cho ác ma một chút giáo huấn thay viên phi nhật trảm giáo dục đứa nhỏ một chút a à, viên phi ác ma tức cười vẻ mặt hắn ngạc nhiên nhìn thiên thủ minh dạ không biết người trước mắt này lấy đâu ra sức mạnh ngươi là một tên mù ngay cả niêm gia cũng không phải sao dám nói chuyện với mình như vậy thật cho rằng đội danh tiếng thiên thủ gia tộc sẽ không ai dám động đến hắn sao vũ trí ba ở một bên cười lạnh người này thật đúng là không biết trời cao đất trọng a à? chẳng lẽ còn đắm chìm trong mộng cảnh của thiên thủ nhất tộc quan tuyệt nhẫn giới năm đó hiện tại thiên thủ nhất tộc chỉ có ý nghĩa kỷ niệm không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào cái gọi là hào môn quý tộc đặt ở hiện tại cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi minh dạ quân không sao lâm cương phía sau yên tâm lập tức lại khẩn trương hắn kéo kéo ống tay áo minh dạ thấp giọng khuyên bảo minh dạ không nói gì chỉ nhéo bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương của lâm ý bảo giao hết thảy cho mình chính là một cái ác ma còn không xứng để cho hắn nhượng bộ cái gọi là thiên thủ gia tộc cũng không gì hơn cái này một bên lông mày đỏ nhíu lại trong lòng không thể tránh khỏi xuất hiện một ít cảm xúc thất vọng vốn hắn đối với người thừa kế duy nhất của thiên thủ gia còn có chút chờ mong nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ người này còn không bằng viên phi ác ma. Lại là một cái ở trước mặt nữ nhân mất đi lý trí gia hỏa, vì ở trước mặt Lâm biểu hiện một phen, thậm chí không tiếc cùng ác ma chính diện cứng đối cứng sao. Xin lỗi Lâm, lời của tôi sẽ không nói lần thứ ba. Thanh âm đạm mạc của Minh Dạ lại vang lên, chỉ có điều, lúc này đây đã mang theo chút lạnh ý. Mặc dù không nhìn thấy hai mắt của Minh Dạ, nhưng mọi người dường như cảm nhận được một ánh mắt vô cùng lạnh lùng lạnh lùng nhìn chầm chầm viên phi ác ma ngươi là phế vật thiên thủ gia muốn chết ác ma nổi giận hành vi khiêu khích của đối phương hiển nhiên đã vượt qua cực hạn nhẫn nại của hắn mặc dù viên phi nhật cảm từng nhắc nhở hắn bảo hắn không nên xung đột với thiên thủ đêm mai nhưng giờ phút này ác ma đã quên chuyện này hắn nhếch miệng cười lạnh tay phải vung mạnh về phía khuôn mặt của thiên thủ minh dạ muốn cho hắn một bài học nghiêm túc để cho hắn biết ai mới là vua của một dịp thời đại này là thuộc về viên phi gia tộc không phải thiên thủ gia tộc bàn tay tốc độ cực nhanh sở hữu chứng kiến một màn như vậy người đều không đành lòng tiếp tục nhìn lấy thực lực của ác ma một tác này đánh xuống sẽ không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn thiên thủ đêm mai rất có thể sẽ bị đánh thành vết thương nhẹ rụng mấy cái răng là chạy không thoát này đột nhiên nội tâm mọi người vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ ngay sau đó một đạo chói mắt quan mang từ thiên thủ minh dạ bộc phát ra, đây không phải là một loại mắt thường có thể thấy được quan mang, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được kia khủng bố khí tràn. Vòng sáng màu đỏ thẫm bùng nổ dữ dội, khuếch tán ra trung tâm của thiên thủ minh dạ. Nó giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tản mát ra uy nghiêm kinh người, tất cả những người bị hào quang này quét qua, tất cả động tác đột nhiên dừng lại, đại não ngừng suy nghĩ, tư duy giống như bị cắt đứt. Ngoài phòng học, hào quang còn đang mãnh liệt khuếch tán trong nháy mắt công phu trực tiếp đem nửa cái ninja trường học bao quát ở trong đó học viện vốn ồn ào trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch không chỉ có tiếng người biến mất ngay cả các loại côn trùng kêu chim hót cũng biến mất triệt để ngay cả lá cây trong không khí đang rơi xuống dường như đều bị định lại vào giờ khắc này không thể rơi xuống nữa thời gian ở trường học ninja dường như vào giờ khắc này đã hoàn toàn bị dừng lại một chiêu này đúng là bá vương sắc khí phách. Chương 10 Uchiha Shisui Chấn Kinh, Thiên Thủ Nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong nháy mắt này, toàn bộ thời gian của trường học ninja mộc dịp dường như dừng lại. Trong nháy mắt hào quang màu đỏ tía xẹt qua, đầu óc mọi người đều trống rỗng. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, giống như có một tôn vô thượng vương giả hàng lâm, quy áp quét ngang thập phương, không người có thể cùng đối kháng trên cây đại thụ ngoài phòng học bàn tay chỉ thủy run rẩy không ngừng một đôi con ngươi đen nhánh trực tiếp hóa thành vạn hoa đồng viết luân nhãn đây cũng không phải là hắn chủ động mở ra mà là ở tinh thần bị mãnh liệt kích thích hạ bản năng phóng thích đi ra vũ trí ba chỉ thủy hô hấp dồn dập nếu như không phải có thân cây dựa vào hắn khả năng đều đứng không vững đây là loài khí thế gì tựa hồ là thiên thủ minh dạ nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, uy áp khó hiểu này chính là từ thiên thủ minh dạ truyền đến. Khí thế khủng bố như vậy, quả thực nghe rợn cả người tới cực điểm. Ít nhất, hắn chưa từng cảm nhận được khí thế khủng bố như vậy trên người những người khác. Hắn cũng từng ở lần thứ hai nhận giới trong đại chiến chém vết qua, cho dù là các thôn ảnh cấp cường giả, cũng không có khả năng có như thế khủng bố khí thế. Thiên thủ Trong mắt vũ trí ba chỉ thủy tràn đầy kinh nghi, không ngừng mặc niệm dòng họ này chẳng lẽ truyền kỳ của thiên thủ nhất tộc còn muốn tiếp tục kéo dài ở cả một dịp sau hắn ở trong đầu lật qua lật lại ký ức về thiên thủ minh dạ nhiều lần tìm kiếm chân tướng có thể đột nhiên hắn vừa ngẩng đầu trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý thiên thủ minh dạ hình như chưa từng ra tay tuy rằng hắn là người mù nhưng thực lực chân thật của thiên thủ minh dạ rốt cuộc mạnh bao nhiêu chẳng lẽ thiên thủ minh dạ này che giấu sâu như thế. Giờ khắc này, vũ trí ba chỉ thủy chỉ cảm thấy sẩn gai ốc, cái này thiên thủ gia thiếu niên, tầm tư thâm trầm có chút đáng sợ. Trong phòng học, tay viên phi ác ma trực tiếp dừng lại, treo giữa không trung, đồng tử của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như bị thứ gì đó khủng bố làm cho kinh sợ. Trong nháy mắt khi hắn muốn ra tay với thiên thủ minh dạ, linh hồn của hắn giống như bị một con voi chính diện va chạm, tư duy trực tiếp định trệ, không thể suy nghĩ. Đồng tử tản ra, bạch nhãn phóng đại, giờ phút này hắn thật giống như một con cá chết. Bùng. Mất đi khống chế, ác ma trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế sau lưng. Cả người trực tiếp ngất đi. Tinh thần trùng kích. Môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng trắng noãn bại lộ ở trong không khí, đồng tử của nàng run rẩy nhẹ, bộ ngực phát dục mỹ lệ phập phòng bất định nhìn thiên thủ minh dạ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ bởi vì huyễn thuật niên gia thân phận nàng loại này công kích rất là mẫn cảm nàng rất xác định thiên thủ minh dạ lúc này đây phóng thích chính là cùng loại ảo thuật tinh thần công kích từ hành vi dạy ra của những người xung quanh mà xem thiên thủ minh dạ lúc này đây phóng thích công kích rất mạnh ít nhất hồng chính mình không cách nào phóng thích hơn nữa trong những người nàng quen biết cũng không ai có thể làm được hắn làm sao vậy lâm vốn khẩn trương nhắm hai mắt lại nhưng tiếng thân thể va chạm trong dự đoán không truyền đến sau khi lâm tò mò mở hai mắt ra viên phi ác ma vốn khí thế hùng hùng đã biến mất thay vào đó là một con viên phi ác ma giống như chó chết cô tò mò nhìn xung quanh một chút phát hiện tất cả bạn học cũng đều rất kỳ quái mỗi người rất bình tĩnh biểu tình trên mặt rất là chết lặng sắc mặt minh dạ vẫn đạm mạc như cũ hết thảy trước mắt đều nằm trong dự liệu của hắn đồng thời hắn ánh mắt hơi thâm ý nhìn thoáng qua niêm gia trường học bên ngoài đại thụ chỉ thủy trốn ở bên ngoài tự nhiên không gạt được cảm giác đêm mai nhưng hắn cũng không có ý muốn xua đuổi chỉ thủy nhìn thì nhìn đi không sao cả nhưng là cho chỉ thủy một ít uy hiếp để cho hắn biết mình cũng không phải không có lực đánh trả cái này vẫn là cần thiết gì thật là thú vị minh dạ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía vũ trí ba đang ngồi phía sau trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ở trong cảm giác của hắn hai mắt mang đất vừa rồi bỗng nhiên tụ tập lượng lớn chakra đây rất là quỷ dị nói như vậy bình thường nhân loại hai mắt là không có cách nào thừa nhận lượng lớn như vậy chakra sẽ trực tiếp nổ tung nhưng nếu là có được một ít nhẫn thuật hoạt động thuật đặc thù thì không bị hạn chế này nếu như không có đoán sai mang đất chỉ sợ đánh bậy đánh bạ mở ra viết luân nhãn tuy rằng hắn đối với chỉ số thông minh mang đất có chút hoài nghi nhưng minh dạ đối với thiên phú mang đất của vũ trí ba vẫn rất tán thành minh dạ quân làm sao vậy lâm kéo tay áo đêm mai tình huống chung quanh làm cho nàng có chút bất lực chỉ có lúc tới gần đêm mai lâm mới có thể cảm thấy một chút an tâm loại cảm giác an toàn có thể khiến người ta hoàn toàn tín nhiệm này lâm chỉ cảm nhận được ở trên người nhà của mình minh dạ khẽ mỉm cười cầm tay lâm nhẹ nhàng nhéo nhéo đôi tay nhỏ bé nhu nhược không xương này xúc cảm rất tốt để cho hắn theo bản năng vuốt ve trong chốc lát đi thôi chúng ta đi ra ngoài thôi là một trong những đương sự lâm cũng không thích hợp tiếp tục ở lại trong phòng học sau khi nhận được lời mời của đêm mai mặt lâm hồng nhuận giống như có thể nhỏ ra máu cảm nhận được độ mạnh yếu và ấm áp truyền đến từ tay đêm mai hít thở hơi thở truyền đến từ người đêm mai lâm lặng lẽ gật đầu đuổi theo bước chân của đêm mai đi ra ngoài phòng học mà ở phía sau bọn họ, không ít người cũng tỉnh táo lại, có người hoảng sợ, có người phẫn nộ, có người hoài nghi. Đái thổ trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, nguyên bản đen nhánh đồng tử biến mất không thấy, thay vào đó một đôi tam câu ngọc viết luân nhãn. Nhưng loại biến hóa này chính hắn cũng không có nhận ra, hắn chỉ là phẫn nộ nhìn bóng lưng thiên thủ minh dạ. Trước mặt hắn đem lâm cấp mang đi, loại hành vi này không khác gì phụ tiền mục phạm, giáp mặt ngưu đầu nhân thật giống như đuôi cần cẩu chỉ có thể trơ mắt nhìn giáo bá đem nữ thần mình thích mang đi, mà cảm giác mình lại bất lực. Rin là của tôi. Mang thổ hai tay nắm chặt, huyết hồng viết luân nhãn hiện lên yêu dị hồng mang, hắn tại nội tâm thề. Nếu như thế giới này không cách nào thỏa mãn ta, vậy ta liền sáng tạo một cái lâm chỉ thuộc về thế giới của ta. Hồng nhìn thiên thủ minh dạ rời đi, trong mắt nàng hiện ra một tia quan hoàng kỳ dị là con gái của tịch nhật chân hồng có danh xưng tịch nhật tịch dương màu đỏ. Tịch nhật hồng không giống con gái bình thường, thích các loại quần áo váy, ngược lại giống con trai, đối với các loại nhẫn thuật, cùng với niêm gia cường đại tràng ngập hứng thú. Không hề nghi ngờ, giờ phút này thiên thủ minh dạ biểu hiện đã vượt qua nàng tưởng tượng, cái này thiên thủ gia tộc nam nhân, trên người tự hồ tràn ngập sương mù. Giờ khắc này, hồng có một loại không hiểu xúc động, nàng muốn nhìn một chút đêm mai rốt cuộc mạnh bao nhiêu thiên thủ gia tộc quan huy có hay không tại thiên thủ đêm sáng trên người tiếp tục kéo dài